Cảm ơn Phật. Hôm nay chúng ta học cho xong cái phần tuệ, tức là kết thúc cái bài mà giới định huệ trong bài kinh số 3, trường bộ kinh, kinh số 10. Thì trong cái phần mà tuệ thanh tịnh bởi hổm là, tức là trong cái phần tuệ thanh tịnh, giới thanh tịnh, định thanh tịnh và tuệ thanh tịnh, thì chúng ta đã xong cái phần 1. Tức là trong phần tuệ thanh tịnh này thì sẽ gồm có 5 giai đoạn, trải qua 5 giai đoạn thanh tịnh, 5 giai đoạn thanh tịnh để mà chứng đạt 16 tầng tuệ, đưa đến sự chứng đắc 16 tầng tuệ. Thì 16 tầng tuệ này nó sẽ đưa đến cái quả vị đầu tiên, đó là nhập lưu. Đưa đến cái quả vị đầu tiên là gọi là nhập lưu, tức là dự lưu, đắc quả dự lưu. Thì chúng ta thấy rằng là ở giai đoạn thứ nhất bởi hổm chúng ta đã đi xong, tức là giai đoạn 1 là gồm có kiến thanh tịnh. Tại sao gọi là kiến thanh tịnh? Gọi là kiến thanh tịnh bởi vì trong giai đoạn này vị này chuyên chú quan sát trên đối tượng. Đối tượng ở đây là thí dụ như ta chọn một cái đối tượng là hơi thở vô ra, ta chọn một cái đối tượng là phòng xẹp nơi bụng, thì là một trong hai cái đối tượng, cái phương pháp tu mà Đức Phật triển khai nhiều nhất trong toàn bộ Nikaya. Thì do quan sát liên tục trên đối tượng thì vị này sẽ thấy được sự phân biệt một cái thân năm uẩn hoặc là cái mà gọi là con người, thì thật sự nó chỉ là một sự kết hợp giữa danh và sắc. Danh thì gọi là tâm, sắc thì gọi là thần. Và vị này biết rằng là cái mà thân thì do tứ đại kết hợp, do tứ đại đất nước gió lửa tạo thành. Và tâm tức là một dòng tâm thức. Lúc này thì vị này chỉ biết là cái suy nghĩ, cái mà để mà nhận biết được cái thân do tứ đại hợp thành gọi là tâm, chứ vị này vẫn chưa biết tâm là gì ở cái giai đoạn này. Tức là vị này đã thấy rõ, vị này kiến thanh tịnh, tức là nhờ quan sát tư duy liên tục trên đối tượng, cho nên là vị này đạt được định. Nhờ định lực mà vị này có được cái thấy thanh tịnh. Khi mà chiếu soi vào cái quan sát cái hơi thở, vị này biết rằng hơi thở nó thuộc về thân, mà thân thì nó thuộc về nhóm sắc pháp. Mà Đức Phật nói rằng là sắc và danh là tạo nên con người, tạo nên cái gọi là năm uẩn. Thì hơi thở, vị này cho rằng hơi thở thì thuộc về sắc, là tại sao hơi thở nó thuộc trên thân mà thân nó thuộc trong nhóm sắc. Bởi vì sao nó thuộc trong nhóm sắc? Bởi vì có thể đụng được, có thể sờ được, có thể biết được, có thể biết được cái gì mà có thể đụng được, có thể sờ được, có thể cảm nhận được, có thể biết được, là nó thuộc về ở trên thân. Mà thân thuộc về nhóm sắc là tại sao? Tại vì nhóm sắc ở trên thân và sắc ở bên ngoài là một. Sắc trên thân và sắc ở bên ngoài là một. Tại sao nó là một? Là một tức là sắc này thì bao gồm đất, nước, gió, lửa. Tại sao đất trên thân, đất nước gió lửa của thân và đất nước gió lửa ở bên ngoài nó là một? Bởi vì nếu mà bây giờ ta phân tích ra thì ta sẽ thấy đất ở trên thân, cái gì mà cứng thì tượng trưng cho đất. Cái gì mà cứng có thể là giữ được cho cơ thể chúng ta đứng được, cơ thể chúng ta di chuyển được mà không có bị sụm xuống, không có bị té, không có bị chững lại. Hoặc là ta có thể nhai được, ta có thể là cử động tay chân được, thì cái gió nó đưa đến sự cử động. Nhưng mà cái sự cử động này nó không rớt xuống, thì cái gì mà nó cứng, nó có cái yếu tố đỡ, đỡ, nâng đỡ đó, thì cái đó nó thuộc về nhóm đất. Nhóm đất ở trên thân và nhóm đất ở ngoài, ở ngoài thân, ở ngoài vũ trụ nó là một. Bởi vì sao? Bởi vì sau khi mà chúng ta mất thì cái gì nó thuộc về đất nó sẽ trả về cho đất, nó hòa lại nhóm đất. Ví dụ như bây giờ tóc, lông, móng, răng, xương, da, thịt thì nó thuộc về nhóm đất. Là tại sao? Tại sao mà kết luận nó thuộc về cái nhóm đất? Nó thuộc về sắc pháp, mà sắc pháp này là thuộc về cái đất. Là tại vì khi mà chúng ta mất thì cái thân của chúng ta trả về cho lòng đất.
thì những cái gì mà nó thuộc về cái nhóm nào nó sẽ kết hợp với cái nhóm đó. Lâu ngày xương hoặc là tóc lông móng răng da xương thịt nó sẽ hòa được với đất mà nó không hòa được với nước, nó cũng không hòa với gió, nó cũng không hòa với lửa. Vì vậy mà ta mới nói rằng sắc ở trong thân và sắc ở ngoài thân nó là một, là như vậy. Ví dụ như bây giờ là nước ở trong thân và nước ở ngoài thân nó là một, chứ nó không khác. Là tại sao? Ví dụ như nước ở trong thân là gì? Là những cái chất mà lỏng, nó mang cái tính chất dính lại, thì như là mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, nước miếng, nước tiểu, nước mỡ. Nghĩa là cái gì mà nó là thuộc về chất lỏng, nó có thể là dính lại hoặc là nó có thể là loãng, nhưng mà nó thuộc về chất lỏng. Thì nó không thuộc về nhóm đất, nó cũng không thuộc về nhóm gió, nó cũng không thuộc về nhóm lửa. Bởi vì nó thuộc về cái nhóm nước. Nước trong thân và nước ở ngoài là một. Bởi vì khi mà chúng ta chết thì cái gì mà thuộc về mật đàm mũ máu thì nó khi mà xuống nó không hòa được với đất, mà nó sẽ hòa lại với cái dòng nước, nó tan theo cái dòng nước. Thì cho nên chính vì vậy mà Đức Phật nói rằng nó thuộc về nhóm nước. Cũng giống như vậy, gió ở trong thân tức là cái gì? Cái hơi thở, cái nhịp đập của tim, cái mà sự hắt xì. Thì cái sự hắt xì hoặc là cái hơi thở, cái nhịp đập của tim, hoặc là những cái gì mà nó ra thành cái luồng gió, thì nó không thuộc về nhóm đất, nó cũng không thuộc về nhóm nước, mà nó thuộc về nhóm gió. Là tại sao? Bởi vì nó gió ở bên ngoài nó có yếu tố là lai động, nó lai động, nó làm cho lai động, thì nó thuộc về nhóm gió. Khi mà chúng ta mất thì chúng ta thấy rõ, nó không trả về cho đất, nó cũng không trả về cho nước, nó cũng không phải là lửa. Tại vì lửa có tính chất, nghĩa là nó hâm nóng, nó làm, nó giữ nhiệt. Cho nên chúng ta thấy gió, cái hơi thở của chúng ta, sự phồng xẹp của bụng, cái hơi thở vô ra, những cái sự mà gió ra từ những cái lỗ chân lông, hoặc là những cái hắt xì, hoặc là nhịp tim đập, hoặc là những cái mà thí dụ như ta ở, thì nó thuộc về nhóm gió. Bởi vì cái này nó thuộc về thân, nó thuộc về nhóm gió, nhưng mà nó thuộc về thân, mà thân thuộc về nhóm sắc. Là tại sao? Là tại vì ta cảm nhận được, nó có sự đụng được. Cái gió này nó đụng được trên thân của chúng ta, nó đụng được một phần ở trên thân, nó đụng được bất cứ phần nào trên thân. Và ta đã thấy được, có nhiều người mà người ta quan sát cái gió từng lỗ chân lông, thì người ta thấy rằng cái sự vô ra của gió trên lỗ chân lông là nó đụng được. Chính vì vậy nó thuộc về sắc pháp, chứ nó không thuộc về tâm. Mà lấy cái gì để biết đất nước gió lửa này? Thì phải lấy cái tâm. Lấy cái tâm. Tâm đây là lấy cái tâm. Mà tâm thì ta không thấy, ta không biết, nhưng mà cái cảm nhận có một cái vật gì đó, cái mà biết, cái mà hiểu, cái mà thấu đáo, mặc dù nó không có hình tướng, nó không phải là sắc pháp, nhưng mà nếu không có nó thì ta sẽ không hiểu được dạng pháp. Cho nên cái đó nó thuộc về tâm, mà tâm thì nằm trong nhóm danh. Như vậy thì ở cái giai đoạn thứ nhất, vị này có cái thấy thanh tịnh, tức là vị này thấy được cái thân năm uẩn của con người được chỉ không phải là một con người thật thụ, mà nó là sự kết hợp giữa các yếu tố là danh và sắc. Thì khi mà vị này thấy được như vậy, vị này đạt được cái trí tuệ đầu tiên, gọi là tuệ phân biệt, phân tích nhân, phân biệt danh sắc. Tuệ phân biệt cái nào là danh, tức là tâm đó, và cái nào là sắc, là danh. Sắc tức là thân. Như vậy là vị này đạt được cái tuệ đầu tiên nhờ cái thấy thanh tịnh, là tuệ phân biệt danh là tâm, sắc là thân. Vị này đạt được cái tuệ đó. Qua cái tuệ thứ hai, qua cái giai đoạn thứ hai, tức là sau cái kiến thanh tịnh, thì vị này sẽ đạt được cái đoạn nghi thanh tịnh. Tới cái giai đoạn, vị này vẫn tiếp tục quan sát trên đối tượng. Tức là chúng ta thấy, cho đến cái giai đoạn thứ ba, vị này mới bắt đầu quan sát những cái diễn tiến mà của cái phần đối tượng. Còn tới giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 của tuệ, vị này vẫn quan sát trên đối tượng là hơi thở. Vị này đạt được những cái giai đoạn thanh tịnh của trí tuệ. Thứ hai, giai đoạn 2 đó là đoạn nghi thanh tịnh.
Tại sao gọi là đoạn nghi thanh tịnh? Hết giai đoạn này, vị này chứng được cái tầng tuệ thứ hai là tuệ phân tích nhân quả. Hết giai đoạn này mới chứng được tầng tuệ thứ hai gọi là tuệ phân tích nhân quả. Đoạn nghi thanh tịnh có nghĩa là sao? Nghĩa là trên cái phương diện vị này vẫn tiếp tục quan sát cái hơi thở. Vị này biết hơi thở thuộc về sắc, thuộc về thân, mà thân thuộc về nhóm sắc. Và cái gì biết hơi thở thuộc về thân, thân thuộc về nhóm sắc. Cái mà biết cái hơi thở đó thì gọi là tâm. Cho nên vị này biết rất là rõ ràng ở giai đoạn 1 là cái gọi là con người chỉ là một sự tập hợp của hai yếu tố danh và sắc. Vị này vẫn tiếp tục quan sát trên cái hơi thở, đi chuyên sâu vào, nhưng mà quan sát chứ không phải là định tâm trên đó. Tại vì qua tuệ là quan sát, quan sát với một cái sự mà trực giác và sự hiểu, đào sâu suy tư. Vị này tiếp tục suy tư thì vị này mới tìm ra cái nguyên nhân tại sao mà có danh sắc này. Tức là giai đoạn thứ hai là vị này tìm ra, tìm nguyên nhân đưa đến sự xuất hiện, đưa đến sự xuất hiện danh sắc, đưa đến sự xuất hiện thân năm uẩn đó. Nói thẳng ra là đưa đến sự xuất hiện thân năm uẩn. Và vị này tiếp tục suy tư về danh và sắc này ngang qua cái đối tượng là hơi thở. Thì cuối cùng vị này phát hiện ra, vị này biết được là danh và sắc này nó có mặt là do năm yếu tố. Nó có mặt, danh sắc có mặt do năm yếu tố. Ngoài năm yếu tố này, vị này không còn thấy một yếu tố nào khác. Yếu tố thứ nhất đó là do vô minh. Yếu tố thứ hai là do ái, ái dục. Yếu tố thứ ba là do thủ. Yếu tố thứ tư là do nghiệp. Và yếu tố thứ năm là do đoàn thực, do thức ăn. Đoàn thực hay đoạn thực nó cũng là một. Vị này tiếp tục suy tư, tiếp tục suy tư trên đối tượng. Đối tượng ở đây vẫn còn là hơi thở. Thì tiếp tục suy tư để tìm ra nguyên nhân tại sao mà có danh và sắc này. Tức là cái trí tuệ đầu tiên là vị này thấy là phân biệt cái gọi là năm uẩn mà gọi là danh, gọi là danh và sắc. Vị này chưa biết, thì khi tuệ quán thì vị này biết cái gì gọi là danh, cái gì gọi là sắc trên cái gọi là năm uẩn này. Sau khi biết như vậy, vị này tiếp tục suy tư để tìm ra được cái nguyên nhân tại sao có danh sắc này, tức có thân năm uẩn này. Và vị này suy tư cho đến một lúc thì vị này thấy được có năm nguyên nhân đưa đến sự xuất hiện của danh và sắc. Hay nói thẳng ra là có năm nguyên nhân đưa đến sự xuất hiện của thân năm uẩn, tức là cái mà chúng ta gọi là con người. Cái nguyên nhân thứ nhất là do vô minh, cho nên con người có ái dục. Ái ở đây tức là sự dính mắc. Vì dính mắc cho nên con người tìm đủ mọi cách để nắm giữ. Và khi mà muốn nắm giữ thì người này tạo nghiệp. Khi mà người này tạo nghiệp thì cái này, bốn cái này là nhân quá khứ. Và trong cái lúc mà vị này tạo nghiệp thì vị này dùng thức ăn để nuôi sống thân. Và bốn cái này là nhân quá khứ, cho đến khi mà vị này tiếp tục có trong hiện tại thì cái hiện tại vẫn tiếp tục dùng cái thức ăn này để nuôi sống cái danh và sắc này. Cho nên chỉ ngoài năm cái nguyên nhân này, quá khứ, hiện tại, rồi hiện tại tiếp nối cho tương lai. Chính vì vậy mà vị này thấy không ngoài năm cái nguyên nhân này không tìm ra được một cái nguyên nhân nào khác để đưa đến sự có mặt của danh và sắc. Chính vì vậy mà vị này đoạn được sự nghi ngờ. Đoạn nghi thanh tịnh ở đây tức là đoạn cái nghi ngờ gì? Sau khi tìm ra được năm cái yếu tố này là nguyên nhân chính đưa đến sự có mặt của một chúng sanh, hay nói thẳng ra đưa đến sự có mặt của thân và tâm, thì vị này chấm dứt sự nghi ngờ về nguyên nhân tại sao ta có mặt ở trên cuộc đời này. Tức là nghi đó, chúng ta thấy thân kiến nghi. Thân kiến nghi và giới cấm thủ đó. Thì mặc dù là ở giai đoạn 1 vị này có thấy được thân kiến nhưng mà chưa đoạn được. Vị này thấy được, nghĩa là cái thân này tại sao mà gọi là thân. Vị này thấy, tức là ở giai đoạn 1 này đoạn một phần thôi.
Cho nên nếu đoạn hoàn toàn thì vị này đã đắc quả dự luôn. Nhưng mà vì chưa đoạn được, vị này chỉ thấy thôi, phân biệt được cái nào gọi là danh, cái nào gọi là sắc. Cho nên vị này đã thấy được cái thân này không phải là của mình. Và qua cái giai đoạn thứ hai, vị này cũng đoạn được một phần của nghi ngờ. Nghi ngờ là tại sao mình có mặt ở trên cuộc đời này. Cứ nghĩ là sự có mặt ở trên cuộc đời này là do trời định, hay là do một cái người nào đó sắp xếp, hoặc là do một cái vấn đề gì đó mà nó đưa đến sự có mặt của mình. Nhưng mà bây giờ vị này thấy rất là rõ là chỉ do năm yếu tố này thôi. Do cái ông vô minh cho nên phát triển cái ông ái này. Ổng bắt đầu là tăng cường độ sự dính mắc. Ái đây có nghĩa là sự dính mắc. Sự dính mắc về năm dục trưởng dưỡng. Sự dính mắc về cái gì? Chủ yếu là dính mắc về tài, sắc, danh, thực và thùy. Chủ yếu là dính mắc. Và trong cái lúc dính mắc thì vị này muốn nắm năm cái yếu tố này, muốn nắm cái ái này, dính mắc này. Cho nên vị này tạo nghiệp. Và trong cái lúc tạo nghiệp thì vị này nuôi sống cái mạng thân vật chất cũng như là cái nghiệp đó bằng cái thức ăn. Như vậy mà vị này đoạn được cái sự hoài nghi là không có phải là do trời sanh, cũng không có phải tự nhiên sanh, cũng không phải do ai sanh, mà do năm yếu tố này nó sanh ra một con người. Vì vậy mà vị này đoạn nghi thanh tịnh, đoạn được sự nghi ngờ, đạt được sự thanh tịnh nhờ đoạn được sự nghi ngờ. Khi mà vị này đoạn được sự nghi ngờ, đạt được sự thanh tịnh nhờ đoạn nghi ngờ và hiểu được nguyên nhân tại sao có con người, vị này đắc được cái tầng tuệ thứ hai, gọi là tuệ phân tích nhân quả. Vì có nhân này cho nên có cái quả là danh sắc. Vì cái nhân này nhân thủ cho nên tạo nghiệp. Mà trong cái lúc tạo nghiệp thì vị này vẫn phải dùng thức ăn. Cho nên là đây vị này đạt được cái tuệ thứ hai là tuệ là phân biệt nhân quả. Vì có nhân cho nên có quả. Thì qua cái giai đoạn thứ ba, tức là qua tầng, chúng ta có 5 giai đoạn. Ở phần tuệ thì chúng ta có 5 giai đoạn. Qua giai đoạn thứ ba là giai đoạn vô cùng quan trọng. Giai đoạn thứ ba thì gọi là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Giai đoạn thứ ba gọi là đạo phi đạo tri kiến. Hết giai đoạn đạo phi đạo tri kiến danh tịnh thanh tịnh này, vị này sẽ đắc được tư duy trí, đạt được cái trí tuệ thứ ba gọi là tư duy trí, hay là gọi là tuệ tư duy cũng được. Nhưng mà ở trong thanh tịnh đạo luận thì gọi là tư duy trí. Tại sao gọi là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh? Tại vì trong cái lúc mà vị này vẫn tiếp tục quán sát ở trên danh và sắc đó, vị này tiếp tục quán sát thì vị này thấy được cái sự diệt, sanh diệt của danh và sắc đó. Vị này trong lúc quán sát thì vị này thấy sự sanh diệt của danh sắc là do hết duyên thì nó diệt, và do duyên mà nó sanh ra cũng như là do duyên mà nó diệt. Thì trong lúc mà vị này thấy tư duy quán sát và vị này thấy sự sanh diệt của danh sắc là do duyên nó diệt, thì nếu mà trong cái lúc này vị này đạt được cái tư duy trí, tức là cái tuệ thứ ba là cái tuệ suy tư, suy tư về thấy cái sự diệt của dạng pháp của danh sắc, mà đã thấy được sự diệt của danh sắc tức là thấy được sự sanh diệt của dạng pháp bên ngoài. Tại vì thân và tâm, thân của một con người thì nó không khác với sắc pháp bên ngoài. Cho nên khi mà vị này đã thấy được cái sự diệt của thân thì vị này cũng thấy được cái sự diệt của dạng pháp bên ngoài. Trong lúc mà vị này suy tư thấy được cái sự sanh lên, nguyên nhân nó sanh lên là do các duyên nó hòa hợp, và khi mà nó diệt đi là do các duyên nó chấm dứt. Thì trong lúc này tuệ vị này rất mạnh. Ở giai đoạn thứ ba này thì tuệ vị này rất mạnh, vị này đạt được tư duy trí. Nhưng mà vì tuệ mạnh như vậy cho nên 10 phiền não khởi sanh. Vị này có thể rớt lại tại cái giai đoạn này. Vì tuệ mạnh, tuệ giai đoạn này rất mạnh. Nếu mà tuệ giai đoạn này mạnh á, trí tuệ đó phải mạnh mới thấy được cái duyên diệt của nó. Nó sanh lên rồi nó diệt đi, nó sanh lên rồi nó diệt đi rất là nhanh. Ở giai đoạn này vị này thấy
cái sự sanh lên của một hơi thở là do tiếp nối rất là nhiều, một cái chuỗi sanh ra của hơi thở. Giai đoạn này vị này thấy được như vậy, tức là vị này thấy một cái hơi thở hoặc là một cái sự lên của cái phòng của bụng á, là do rất là nhiều cái sự sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt của hơi thở. Nhưng mà cái sanh lên nó nhiều hơn, nó mạnh hơn là cái diệt đi. Hoặc là khi mà cái hơi thở nó diệt đi, tức là nó mất á, thì vị này cũng thấy trong một cái hơi thở mất đi, không phải là chỉ có một cái mất đó, không phải là một cái hơi thở ra rồi một hơi thở vô, nhưng mà để có một cái hơi thở ra, để có một cái hơi thở vô thì phải có rất là nhiều yếu tố để tạo nên một cái hơi thở. Nó hơi thở ra hoặc hơi thở vô là vị này thấy được như vậy. Tức là vị này thấy trong một cái mà đối tượng sanh lên hoặc là đối tượng diệt đi, thì muốn để cho nó sanh lên phải có rất là nhiều yếu tố trợ duyên cho nó sanh lên, cũng như khi mà để cho nó diệt đi thì cũng có rất là nhiều yếu tố để làm cho nó mất đi. Vì vậy mà vị này thấy đến cái chi tiết đó mới gọi là tư duy trí. Nhưng mà vì cái tư duy trí này nó mạnh quá cho nên mới thấy được như vậy. Thì lúc này do định lực cao, cái trí tuệ tập trung, do vậy 10 phiền não nó sẽ phát sanh cho vị này. 10 phiền não phát sanh. Nếu mà vị này vượt qua được thì vị này đạt được tuệ thứ tư. Nếu vị này không vượt qua được thì vị này sẽ chững lại ở đây. 10 phiền não này thực sự nó là thiện pháp, chứ nó không phải là bất thiện pháp. Tức là do cái năng lực tu tập mà nó sẽ có một số kết quả. Nhưng mà vì những cái kết quả này nó chỉ là kết quả của quá trình mà định lực cao mà thôi, của cái tâm mà thiện lành mà thôi, chứ nó không phải là kết quả của sự chứng đắc. Vì vị này tưởng là mình đã chứng đắc cho nên vị này dừng lại ở đây, nhưng mà thật sự nó không phải là chứng đắc. Thì cái thứ nhất là vị này sẽ thấy rằng toàn thân phát ra ánh sáng. Thành ra vị này tưởng là như vậy là mình chứng đắc, vị này đứng lại. Thứ nhất là vị này thấy toàn thân phát ra ánh sáng. Cái thứ hai là vị này khi mà được hoan hỷ vô cùng với cái đối tượng, khi mà vị này suy tư quan sát liên tục, vị này được hỷ, tức là sự hoan hỷ. Thứ nhất là ánh sáng, thứ hai là hỷ, là vui, rất là vui. Từ cái vui nó ra cái lạc, và từ cái lạc nó ra cái sự nhẹ nhàng, khinh an. Thân tâm rất là nhẹ nhàng. Cái hỷ này ở trong Thanh Tịnh Đạo Luận nói là cái hỷ này, những ai mà tu thiền thì sẽ những cái kinh nghiệm của cái hỷ. Tức là hỷ là sự vui đó. Hỷ lạc đó nó có những cái cấp bậc. Ví dụ như có những lúc mà ta ngồi mà ta rùng mình cái rỡn tóc a rái lên, nghĩa là da gà lên đó, là trong lúc tu tập mà vị này có những cái triệu chứng đó. Tức là vị này phải biết đây là kết quả của sự tu tập, chứ không phải là chứng đắc gì hết. Nhất là cái ánh sáng, tất cả chúng ta gần như là dễ thấy ánh sáng nhất, dễ thấy ánh sáng nhất. Thành ra khi mà chúng ta thấy ánh sáng thì chúng ta biết đây là kết quả của sự tu tập định lực rất là cao, nhưng mà nó chưa phải là sự chứng đắc. Do đó là chúng ta phải tiếp tục đi, không dừng lại. Cái thứ hai là hỷ, như là rỡn tóc, hoặc là vị này rung mình, hoặc là vị này cảm thấy như là hải triều, nghĩa là nó cứ dâng, sự an lạc nó cứ dâng lên cao, mà đôi khi nó bùng ở trên đầu luôn. Nó nghĩa là nó bùng ở trên đầu luôn. Đó là một cái trạng thái của người đạt cái hỷ. Nhưng mà nó cũng là phiền não. Tại vì sao? Vì nó sẽ, nếu mà mình cho rằng đó là sự chứng đắc lạc quá, mình dừng lại thì ngay lúc đó là mình mất những cái này, mất những cái giai đoạn thanh tịnh này. Nó mất nhưng mà nó không phải mất hẳn, nhưng mà mình phải làm trở lại, mình phải tu tập trở lại, không dừng lại. Rồi cái thứ ba là lạc. Cái thứ tư là được kinh an. Kinh an tức là cái lạc ở đây. Cái lạc ở đây là cái lạc của chư thiên, chứ không phải là cái lạc của người dục giới. Cái lạc tức là vui của chư thiên. Lạc tức là cái vui chư thiên, của chư thiên, tức là cái vui thiện đó, chứ không phải là cái vui của ái dục. Rồi vì cái vui này mình thấy như cảnh giới là nó an lạc, nó đẹp, cho nên mình tưởng là mình nhập niết bàn. Tức là 10 phiền não này, nói thẳng ra là 10 loại phiền não này khiến cho chúng ta ngộ nhận ta đã chứng niết bàn. Nói thẳng ra là như vậy. Rồi cái thứ tư
kinh an. Tức là kinh an tức là sao? Có những cái lúc mà chúng ta ngồi rồi từ từ rồi nhẹ nhẹ rồi mất đi, giống như mình cảm giác mất thân vậy đó, giống như thân mình nó mất, hoặc là giống như cảm giác là mất cái hơi thở luôn. Nhưng mà thật sự thân nó không mất, hơi thở nó không mất, nhưng mà vì kinh an quá cho nên mình không thấy có thân ở đó nữa. Và vì kinh an nhẹ nhàng quá cho nên mình cảm thấy rằng mất đi hơi thở. Bởi vậy cho nên có nhiều vị mà tu thiền đến một mức độ nào đó không còn thở, cái người thân nó tưởng là chết rồi đem đi chôn, tưởng là chết rồi đem đi chôn. Cho nên là rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Cái người mà hộ thất phải coi chừng. Những trường hợp này là người ta vô trong cái trạng thái kinh an của thiền. Kinh an này là thiện, chứ không phải kinh an này là của kinh an của dục giới. Kinh an này là tất cả kinh an của thiền. Lạc này cũng là lạc của chư thiên. Nó vui, cho nên mình tưởng là niết bàn. Thì từ từ mình cảm nhận là mình mất cái thân, từ từ mình cảm nhận rằng mất cái hơi thở, hoặc là hơi thở nó quá tế nhị đến nỗi mà người ta tưởng là mình chết, nhưng mà thật sự là không phải. Nó là vô trạng thái kinh an, từ từ nhẹ nhẹ rồi nó mất đi. Cái thứ năm là tính, tức là niềm tin tăng trưởng, tính vững mạnh. Thứ bốn là kinh an. Thứ năm là tính. Tính ở đây, khi mà tính tức là niềm tin nó phát sanh, thì vị này bắt đầu suy nghĩ liên man. Vị này thấy cái niềm tin mình nó vững mạnh rồi, không bao giờ lai chuyển được. Vị này cho rằng như vậy chắc chắn là không bao giờ rớt, không bao giờ thất thoát, không rớt ở đâu hết trơn á. Tu như vậy là bảo đảm rồi, không có rớt. Cho nên bắt đầu vị này suy nghĩ đến chuyện khác. Vị này suy nghĩ là phải đền ơn thầy tổ. Vị này suy nghĩ là phải về nhà để mà cứu cha mẹ. Phải đền ơn người này, đền ơn người kia. Bởi vì những người đó đã hy sinh cho mình tu tập như thế này, bây giờ mình phải đi đền ơn. Cái niềm tin vững mạnh quá, cho nên đây cũng là thiện. Nhưng mà bởi vì vị này cứ nghĩ miên man cho cái tương lai, và nghĩ cái quá khứ có những người đã hy sinh, và nghĩ cái tương lai là mình phải làm một cái gì đó để đáp lại. Cho nên vị này bỏ rơi cái hiện tại. Vì vậy mà vị này đứng lại là như vậy. Tức là vị này không sống trong hiện tại, vị này cứ nghĩ miên man trong quá khứ, rồi tìm cái cách để đền ơn đáp nghĩa cho cái tương lai, mà vị này quên cái giây phút hiện tại. Cái tính này tức là một niềm tin vững mạnh kiên cố. Vững mạnh kiên cố quá đến nỗi vị này bắt đầu suy nghĩ phải đền ơn. Vị này cho rằng mình không rớt nữa, mình không thối thất nữa. Nhưng mà vì suy nghĩ miên man đó cho nên vị này đứng lại. Rồi cái thứ sáu là tinh tấn. Cái thứ sáu là tấn. Tinh tấn. Tinh tấn này tức là tấn đó. Tấn này tức là cái sự nỗ lực. Sự nỗ lực thái quá cho nên nó đưa đến cái sự mệt mỏi. Sự mệt mỏi do là chị này tinh tấn quá. Có những lúc chúng ta thấy là có những người mà hành thiền tinh tấn quá đã tạo nên sự hoan hỷ liên tục, thành ra ngày đêm không muốn ngủ, thậm chí ban đêm cũng không muốn ngủ. Và vị này cứ thức suốt hành thiền miết, hành thiền dù thiền tuệ hay là thiền chỉ, thiền quán hay thiền chỉ, nhưng mà vị này tinh tấn quá cho đến một lúc nào đó vị này sẽ không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Cái tấn nó sẽ đưa đến như vậy. Nhưng mà cho đến một lúc vì không ngủ mà thân thể của vị này bắt đầu mệt mỏi và vị này ngã bệnh. Có thể ngã bệnh ở chỗ này. Cho nên Đức Phật nói là tinh tấn cũng vừa đủ, chứ không phải là nghĩa là thái quá thì nó sẽ bất cập. Rồi cái thứ bảy là lúc này thì trí nhớ vị này phát sanh. Vị này có trí nhớ. Mà trí nhớ này là trí nhớ gì? Trí nhớ, có trí nhớ. Trí nhớ về quá khứ rất là chuẩn. Trí nhớ nhiều về quá khứ. Thậm chí vị này có thể nhớ đời này, mà vị này có thể nhớ một đời, hai đời của kiếp trước. Cho nên thường là chúng ta thấy có rất là nhiều vị mà tu thiền có thể nói được cái quá khứ của người khác là do ở giai đoạn này định tâm rất là cao. Thì vị này có trí nhớ về quá khứ có thể là một đời, hai đời, và đặc biệt là cái trí nhớ này nhớ rất là rõ về cái đời hiện tại của mình. Không thấy tương lai, nhưng mà chỉ cái trí nhớ này là nó về cái trí nhớ quá khứ mà thôi, chứ không thấy tương lai. Thấy ngay trong cái lúc hiện tại trở lui về quá khứ, chứ chưa thấy tương lai. Nhưng mà cái này nó thuộc về trí nhớ, nó sẽ mất đi một thời gian. Nếu mà cái tâm không tiếp tục đi nữa
thì giống như cái định lực cao quá nó sẽ đưa đến cái thần thông như vậy. Nhưng mà cái này nó thuộc về tuệ rồi, nó thuộc về tuệ, cái này là nó thiện rồi, chứ nó không phải là bất thiện, nó không có đưa còn đọa lạc nữa. Nhưng mà cái trí nhớ này nó không bền vững, nó chỉ có thể tồn tại với ta một thời gian mà thôi. Thì cái trí nhớ này nhớ một cách chi tiết, nói tại sao mà ta gọi nó là phiền não, bởi vì do vị này nhớ quá khứ, rồi vị này đi tìm thêm những cái quá khứ nữa, vị này đi tìm thêm những cái quá khứ nữa, cho nên vị này bỏ ngay cái giây phút hiện tại. Vị này không tập trung cho cái sự tu tập để tiến lên ở giây phút hiện tại, chính vì vậy mới gọi là phiền não. Vì vị này nhớ quá khứ nhiều quá, vị này đi tìm nhiều quá, cho nên vị này chững lại một thời gian. Rồi cái thứ 8, là vị này có luân tuệ. Tuệ này tức là sự thông thái, sự sáng suốt. Nhưng mà cái tuệ này nó rất là nguy hiểm. Tại sao? Tại vì nếu mà tuệ này nó mạnh thì vị này bắt đầu thích biện luận, thích tranh tài, là thích, là muốn bắt đầu đi giải thích cái phương pháp này cho người khác. Đó, cái tuệ này tức là có một cái sự mà biện tài. Tuệ này tức là nó cao hơn cái trí, nó có một cái khả năng là lập luận biện tài rất là sâu, phân tích chia sẻ vấn đề rất là chuẩn về danh và sắc. Cho nên đến lúc này thì vị này nghĩ rằng là mình có thể là mình chứng đắc rồi, thành ra mình phải đi dạy lại bạn bè mình, hoặc là dạy lại những người mà người ta không biết về thiền tứ niệm xứ này, mình dạy lại để mình chỉ lại cho người ta cái cách tu, thí dụ như vậy. Và mình dạy lại, khi mà vị này khởi lên như vậy thì bắt đầu vị này suy nghĩ như vậy là mình đã chứng đắc rồi. Cho nên vị này bắt đầu trong lúc mà biện luận như vậy, vị này phân tích pháp học và pháp hành, vị này có sự đối chiếu. Đối chiếu nghĩa là vị này làm tất cả những gì mà nó thuộc về tuệ, vị này đối chiếu giữa pháp học và pháp hành. Rồi vị này thấy rằng là mình phải chỉ cho người khác cái sự khác biệt giữa cái học và cái hành như thế nào, tức là gọi là cái tuệ một chút xíu ngã mạn ở trong này, nó có cái ngã mạn ở trong đó. Rồi cái thứ 9 nó cũng thuộc về cái mà kết quả của sự tu tập, nhưng mà bởi vì vị này nghĩ miên man, không nghĩ đến cái giây phút hiện tại của sự tu tập, cho nên nó gọi là phiền não. Tức là vị này chỉnh lại 10 cái này là thiện, nhưng mà vì là vị này bỏ quên hiện tại, vị này vọng tưởng quá khứ, hoặc là vọng tưởng cho những cái suy nghĩ không cần thiết, bỏ quên hiện tại, cho nên nói gọi là phiền não. Ý thứ 9 là xả. Xả tức là gì? Xả tức là vị này bỏ hết, vị này không cần gì nữa hết á. Vị này thấy trên cuộc đời này là mình chứng đắc rồi, thành ra là mình bỏ lại hết, ai cần cái gì mình cho hết. Ai cần cái gì mình không cần thiết, mình không cần giữ lại, mình cho hết. Mình nghĩa là xả bỏ ra, có bao nhiêu tiền bạc cũng đem ra, có cái gì mà người ta cần người ta xin thì cứ đem ra hết. Hoặc là thậm chí ở bên ở các trường thiền thì chúng ta thấy có những người mà không biết có phải đạt đến cái giai đoạn này hay không, tức là 10 cái phiền não này hay không, mà có những người lâu lâu cái là đem xuống dưới văn phòng á, ở trong các cái trường thiền, đem hết đồ của mình xuống dưới văn phòng, gọi là Dana, gọi là bố thí, đem cho đem cho. Rồi cái sau này cái bắt đầu là cũng ở trong đó tiếp tục tu, thì khi cho hết rồi đâu còn cái gì xài nữa, cái bắt đầu mua lại, mua lại cái tu thời gian, cái đem cho nữa. Thành ra mình có thấy nếu mà xả này mà bỏ, nếu mà nó là xả của cái tầng tuệ thứ 14 là tuệ chuyển tánh á, thì nó mới thật sự là Upekkha. Xả đây không phải là xả đồ đạc, xả đây là xả cái tâm dính mắc mới gọi là xả. Xả đây tức là xả cái tâm mà dính mắc tham sân và tà kiến mới gọi là xả. Xả đây là xả vật chất không phải, cho nên là rất là nguy hiểm. Thành ra khi mà chúng ta muốn xả một cái gì, chúng ta chỉnh lại, chúng ta hãy suy tư. Và khi mà nếu mà cái đó mà nó vẫn còn cái sự an lạc đó, cái tâm xả nó vẫn còn liên tục ngày này qua ngày khác, thì cái đó có thể là chúng ta đã đạt được cái tầng tuệ thứ 14, tức là thuận thứ trí, tức là tuệ cắt dòng phàm rồi nó mới có xả. Còn nếu không thì nó cái giai đoạn đó xả xong rồi, một tiếng hai tiếng sau nó mất,
À, nó mất thì mình đi mua lại, tức là mình chưa đạt đến cái tuệ để mà cắt dòng phàm để vào dòng thánh. Rồi cái thứ 10 là giọng. Giọng đây tức là khi mà những cái này nó mất, chính cái trên nó mất, thì mình bắt đầu đi tìm lại. Tại vì cái này nó chỉ nhất thời thôi, ánh sáng nó nhất thời, cái hỷ nó cũng nhất thời, nó có thể là kéo dài 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày rồi nó mất. Hoặc là cái trí nhớ về quá khứ, nó có thể là 1 tháng hoặc là vài tháng rồi nó mất. Cái lúc đó khi mà nó mất thì bắt đầu vị này đi tìm lại. Chúng ta thấy nếu mà thật sự, nếu mà có thật thì giống như các nhà ngoại cảm, người ta có trí nhớ, nhưng mà cái trí nhớ đó nếu không được tiếp tục cho nên một vài năm hoặc một vài tháng nó sẽ mất đi, thì nó cũng giống như vậy. Rồi khi mà nó mất đi mà vị này khởi giọng đi tìm lại đó thì nó mất luôn, tức là không khởi lại. Chúng ta khi mà nó mất thì chúng ta ghi nhận nó mất, mà chúng ta vẫn tiếp tục tu tập thì nó sẽ có trở lại. Còn nếu mà chúng ta đi tìm lại thì nó sẽ mất luôn. Mà khi mà chúng ta đi tìm lại, càng tìm thì tâm tham mà nó sẽ đưa đến tâm sân. Và khi mà tâm sân nó đưa đến thì nó hủy tất cả các giai đoạn trên. Cho nên là 10 cái này là gọi là phiền não, bởi vì 10 cái này nó khiến, nó ngăn chặn cái đường tu tiến, không cho chúng ta bước qua cái giai đoạn thứ tư. Nó là thiện pháp, nhưng mà vì chúng ta không sống trong hiện tại, chúng ta không tiếp tục tu tập, mà chúng ta vọng tưởng hoặc là chúng ta suy nghĩ về những cái vấn đề mà liên quan đến cái sự này, chúng ta hoan hỷ quá trong cái sự tu tập, chúng ta không tiến lên, thành ra nó chặn lại. Chính vì vậy mà khi mà tuệ mạnh thì 10 phiền não này, vị này vượt qua được, vị này vượt qua được bằng cái định lực mạnh. Vị này biết đây là phiền não, cho nên vị này suy tư, suy tư đây là phiền não, nó không phải là sự chứng đắc. Vị này suy tư, vị này biết như vậy, cho nên vị này đạt được cái thanh tịnh, gọi là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Biết đâu là chánh đạo, đâu là không phải chánh đạo. 10 cái này không phải là chánh đạo, 10 cái này không phải là chánh đạo, 10 cái này nó chỉ là cái sự mà kết quả của một định lực cao, của một cái sự mà tập trung tư tưởng cao, cho nên nó có ra những cái hiện tượng như vậy. Cho nên vị này biết đây không phải là chánh đạo, đây là tà đạo, phi đạo, tức là không phải chánh đạo để mà đưa đến sự giải thoát. Vị này đạt được sự thanh tịnh nhờ vượt qua được 10 cái phiền não này, gọi là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Vị này chứng đắc hoàn toàn cái tuệ thứ 3, gọi là tư duy trí, hay là cái tuệ tư duy. Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái tuệ thứ 4, giai đoạn thứ 4 gọi là hành đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo tri kiến thanh tịnh này sẽ có 9 loại tuệ phát sinh. Vị này đạt được 9 loại tuệ. Trong cái 9 loại tuệ này nó được kể, nó lược liệt ở đạo tri kiến thanh tịnh, bởi vì nó gần giống nhau, nó chỉ khác nhau ở cái cường độ cao thấp mà thôi, cho nên mới đưa vô một nhóm. Chính cái loại tuệ này nó gần giống nhau, nhưng mà nó khác nhau ở cái cường độ mạnh và yếu mà thôi. Nó cứ tăng dần, tăng dần, tăng dần, cho đến cái tuệ mà thứ 14 đó, 14, 15, 16, thì lúc đó từ cái cùng của cái tuệ mà trong giai đoạn hành đạo tri kiến thanh tịnh này, vị này mới bước qua cái tuệ chuyển tánh thì nó mới khác. Thành ra ta thấy bây giờ để con liệt kê chính cái tuệ này rồi chúng ta sẽ giải thích. Rồi giai đoạn thứ 4 gọi là hành đạo tri kiến thanh tịnh, bao gồm 9 loại tuệ. Con xin nói lại, những loại tuệ này giống nhau, nó chỉ khác nhau cường độ, cho nên đưa vào một nhóm gọi là hành đạo tri kiến thanh tịnh. Tuệ thứ nhất, bây giờ mình tiếp tục cái hồi nãy là tuệ thứ thứ 3, bây giờ tuệ thứ 4. Rồi chính tuệ ha. Tuệ thứ 4 nè. Tuệ thứ 4 là sanh diệt trí. Và tuệ thứ 5 là hoại trí. Thứ 5 hoại trí, mất đi đó. Tuệ thứ 6 là bố ý trí. Bố ý trí, nó gần gần giống nhau. Tuệ thứ 7 là hiểm nguy trí. Tuệ thứ 7 là hiểm nguy trí. Tuệ thứ 8 là yểm ly trí. Yểm ly tức là lìa bỏ, yểm ly đó, yểm ly trí. Tuệ thứ 9 là dục thoát trí, là muốn giải thoát. Tuệ thứ 10
là giãn trạch trí. Giãn trạch trí. Và tuệ thứ 11, 11 là hành xả trí. Tuệ thứ 12 là chính tuệ đó ha. Tuệ thứ 12 là thuận thứ trí. Bắt đầu là tuệ thứ 12 là bắt đầu bước vào dòng thánh, là trí bắt đầu đưa vào dòng thánh. Bây giờ ở tại sao sanh diệt trí, tức là ở cái giai đoạn thứ 3 một phần sanh diệt trí, tức là trong cái lúc mà vị này quán sát cái hơi thở vô ra hoặc là sự phồng xẹp, khi mà quán sát thì vị này thấy được cái nguyên nhân sanh và diệt, cũng như là vị này tiếp tục thấy được cái sự vô thường. Thấy được sự vô thường, nó sanh diệt liên tục mà. Cái gì gọi là vô thường? Bởi vì nó liên tục thay đổi thì gọi là vô thường. Vị này thấy được cái sự vô thường của hơi thở, hay là vị này thấy được vô thường của cái thân, hoặc là vị này thấy được sự vô thường của sắc pháp. Vì vậy mà vị này thấy được cái nguyên nhân sanh và diệt của nó là do các duyên. Và khi mà do các duyên nó hợp lại như vậy, cho nên nó là vô thường. Vị này thấy nó vô thường, vị này chứng đắc cái tuệ sanh diệt trí do thấy vô thường. Thấy đề mục, thấy đối tượng, nó là vô thường. Tức là thấy thân và tâm nó là vô thường. Đối tượng ở đây tức là đề mục trên thân, phải không? Thấy hơi thở nó thuộc về thân, mà thân nó vô thường, mà thân thuộc về sắc pháp, cho nên vị này hiểu luôn các cái dạng, các cái sắc pháp bên ngoài cũng là vô thường. Rồi vị này khi mà thấy như vậy thì vị này thấy sự biến hoại của nó, thấy sự biến hoại, quả trí đầy tức sự biến hoại của thân và tâm, thấy nó mất đi, thấy nó sanh lên diệt đi, thấy nó vô thường, rồi thấy nó biến hoại. Khi mà vị này thấy nó biến hoại, nhưng mà vị này không làm chủ được nó, không làm cho nó đừng mất đi. Tức là vị này thấy được một phần vô ngã, tức là không tự tại. Tức là vị này không làm chủ được nó, nó mất đi nhưng mà mình không làm sao để cho nó đừng mất. Vô ngã có nghĩa là gì? Vô ngã tức là có một cái thực thể tồn tại thật sự, gọi là vô ngã. Cho nên vị này thấy được vô thường và thấy được một phần ít rất là nhỏ, sự hoại diệt của nó mà mình không làm gì được hết. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy là mình đang đi tiến dần tới cái già, mình đang đi tiến dần đến cái chết. Mình biết như vậy nhưng mà mình không làm gì được với cái già, với cái chết của mình. Tại vì mình không có tự ngã, mình không có tự chủ. Tự ngã có nghĩa là gì? Nghĩa là mình không có tự chủ được với cuộc đời, với cái thân và tâm của mình. Mình thấy rằng cái tâm này nó suy nghĩ liên lung tung như vậy, nhưng mà mình biểu nó đừng suy nghĩ nữa. Mình ra lệnh cho nó đừng suy nghĩ nữa, mình ra lệnh cho cái thân này đừng già nữa. Nhưng mà cái thân già, cái thân này nó vẫn đi tới cái già, cái thân này nó vẫn đi đến cái hoại. Cho nên vị này là cái sự hoại đi của danh sắc, thấy được cái sự biến dịch mà không làm gì được hết, mà chúng sanh không làm gì được hết. Cho nên chúng ta thấy là khi mà có người mà người ta biết như vậy, tự ngã tức là không có tự chủ được, không có làm chủ được. Bởi vì sao? Bởi vì các pháp nó không tự tồn tại. Mình biểu nó tự tồn tại đi, nó cũng không tự tồn tại. Mình tự chủ, mình làm chủ nó, mình cũng không làm chủ được nó. Cái thân này biểu đừng già, đừng bệnh, đừng chết. Nhưng mà cái thân này vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết. Nó là do ngã. Vậy này thấy hoại như vậy đó. Thấy tất cả pháp đều đi đến biến hoại. Rồi ý trí có nghĩa là chuyện này bắt đầu sợ hãi. Khi mà thấy dạng pháp nó đi đến cái sự mà quả diệt như vậy, vị này bắt đầu có sự sợ hãi. Sự sợ hãi là cái thế giới này, cái thân và cái thế giới này nó sẽ đi đến cái sự biến, cái sự mà quả diệt, cái sự chấm dứt. Có quý trí tức là sự sợ hãi, kinh sợ. Rồi hiểu quý trí, vì vị này thấy là nó đi đến cái sự chết chóc, cái sự tan rã, cái sự mất đi. Cho nên vị này thấy thế gian này nguy hiểm quá, cuộc sống này nguy hiểm quá, có cái thân này nguy hiểm quá. Cho nên vị này thấy cái sự nguy hiểm, thấy sự nguy hiểm của thân năm uẩn, của thân năm uẩn, thân năm uẩn, thấy sự nguy hiểm của thân năm uẩn cũng đồng nghĩa với thấy sự nguy hiểm của sự tồn tại các sắc pháp bên ngoài. Tại vì năm uẩn được thành lập là trừ cái tâm thôi,
Thì là cái mà sắc thì nó giống như cái sắc bên ngoài, thì ta cũng thấy sự nguy hiểm của sắc pháp, đồng nghĩa với thấy sự nguy hiểm của sắc pháp bên ngoài, tức là thấy sự nguy hiểm của thân năm uẩn này. Rồi bây giờ cho đến khi mà vị này thấy sự nguy hiểm của thân năm uẩn và thấy sự nguy hiểm của các sắc pháp, nó ngoại, nó đi đến ngoại, nó không có trường tồn, không có ai làm cho nó có thể trường tồn được. Tại vì do các duyên mà nó sanh ra, cũng do các duyên mà nó diệt đi. Vị này thấy rõ ràng nó diệt mà mình không làm gì được hết. Cho nên vị này khi mà thấy sự nguy hiểm vậy, vị này bắt đầu là muốn bỏ nó, muốn đừng thấy nữa. Yếm ly là từ bỏ à, muốn bỏ nó đi à, muốn bỏ nó đi bằng cách là vị này là có thể là vị này là à, từ bỏ bằng cách là vị này bỏ đi cái thân này. Vị này lúc này muốn một cái ước muốn là muốn bỏ đi cái thân này càng sớm càng tốt, tại vì nó hoại à. Cho nên chúng ta thấy cái mà hiểm nguy trí, cái dục thoát trí và cái yếm ly trí, ba cái nó gần yeah. Rồi khi mà muốn từ bỏ thì vị này dục thoát trí, tức là có thể nếu mà định lực không cao, trí tuệ không vững thì này dám tự tử lắm. Cái dục thoát này nè, muốn thoát ra, muốn thoát ra, muốn chia tay, muốn làm sao cho đừng có thấy cái thân này nữa, tại vì nó hoại, nó đi đến hoại mà mình không làm gì được nó hết, gọi là dục thoát trí. Và khi mà dục thoát trí này nó đồng nghĩa với, mà sau này chúng ta thấy thường là chúng ta hay chọc những cái người mà đạt đến cái giai đoạn mà muốn bỏ đi cái thân này, gọi là tuệ gì, tuệ cuốn chiếu. Tuệ cuốn chiếu tức là không phải là bỏ, từ bỏ mà trở lại đời sống bình thường. Đi này đã đi đến đây rồi thì không có bị rơi rớt nữa, nhưng mà cuốn chiếu nghĩa là bỏ đi à, dẹp đi à, cuốn lại bỏ đi à, gọi là tuệ cuốn chiếu. Nhưng mà thường là à, hay bị lầm lẫn là tuệ cuốn chiếu tức là thôi bây giờ đi về được rồi à, tới đây là đi về được rồi, cuốn chiếu lại trả mùng mền chiếu gói cho thiền viện đi về. Thành ra sau này thì không có dùng cái từ này nhiều, mặc dù đây là cái đúng là cái từ này mới là cái từ đúng, còn cái dục thoát trí này là những cái từ mà dịch thuật ngữ thôi. Cái tuệ cuốn chiếu này tức là muốn từ bỏ, muốn thoát ra, xong rồi à, nghĩ xong rồi, thôi thì mình đã chứng đắc rồi, có thêm dư cái thân này thì đến một lúc nào đó nó cũng sẽ mất đi thôi, giờ mình mất trước. Thì chúng ta thấy rằng không khéo ở chỗ này, vị này mà tự tử hay là vị này tự sát thì vị này phạm vào một cái giới là sát sanh, rất nguy hiểm ở cái giai đoạn này. Vị này phải dùng cái định lực mạnh để mà vượt qua, chứ nếu không thì rất là nguy hiểm, gọi là tuệ cuốn chiếu. Rồi cái nếu mà vị này vượt qua được nha, vị này vượt qua được 6, 7, 8 thì vị này sẽ được 6, 7, 8, 9 thì vị này sẽ bắt đầu là trí dựng lại, giãn trí, tức là bây giờ thư giãn trở lại, không còn căng thẳng nữa. Tại vì bốn cái tuệ này quá căng thẳng, vị này phải quân bình lại. Nếu mà không quân bình lại được thì nguy hiểm nó có thể xảy ra cho vị này. Cho nên giảng trạch trí tức là sự quân bình, lấy lại liền cái sự quân bình. Và khi mà lấy lại liền cái sự quân bình thì tinh tấn nó nhảy giọt lên. Và chính ở giai đoạn này, không ở giai đoạn nào khác hết, chính giai đoạn này đã khẳng định vị này sẽ bước vào dòng thánh. Nếu mà vị này vượt qua được 6, 7, 8, 9, vị này vượt qua được 4 cái loại tệ trên thì cái giảng trạch trí này là cái giảng trạch trí vô cùng vững chắc. Tại vì vị này đã bắt đầu vượt qua được rồi, vượt qua được những cái sự căng thẳng à, của sự tu tập, của cái sự thấy, cái sự hiểm nguy, cái sự muốn thoát ra, cái tâm nó nao núng, nó bực bội, nó bồn chồn muốn thoát ra cái thân này. Tại vì nó đi tới việc mà mình không làm gì được nó hết, nó đi đến sự tan rã mà mình không thể nào mà mình giữ nó lại được, hoặc mình không làm cho nó đừng tan rã, đừng mất đi. Vị này thấy rất là rõ, cũng giống như là chúng ta thấy có những trường hợp mà một người chết đuối mà mình thấy rõ ràng là họ đang từ từ họ chìm xuống, nhưng mà mình không làm gì được hết. Cũng giống như vậy, thấy cái thân này nó từ từ nó rã ra, nó rã ra, nó đi già, đi đến chết rồi nó đi bệnh, nhưng mà không làm gì được hết. Cho nên là vị này là khi mà vượt qua được thì vị này vững vàng. Đến lúc này thấy cái sức tinh mạnh giãn trạch trí, khi mà lấy quân bình lại được thì cái tinh tấn cực mạnh, tinh tấn rất mạnh. Nhờ sự quân bình trí, nhờ sự quân bình trí cho nên vị này là trở lại tinh tấn rất mạnh.
Tinh tấn mạnh bắt đầu vị này lấy cái trí phân tích. Vị này được sự quân bình bằng cái sự tinh tấn, mà tinh tấn càng ngày càng mạnh. Cho nên đến lúc này vị này bắt đầu phân tích lại vấn đề. Phân tích lại vấn đề tại sao nó sanh, tại sao nó diệt. Thì vị này biết rằng tất cả các pháp thủ vi có sanh là có diệt. Vị này tới giai đoạn này vị này hiểu như vậy. Tức là vị này hiểu rằng tất cả các pháp mà hữu vi nó thuộc về tục đế, thì đã có sanh ra thì phải có diệt đi. Và nhờ như vậy mà cái sức tinh tấn của vị này, nhờ hiểu biết này bước qua cái tuệ thứ 11 gọi là hành xả trí. Hành là sự dẫn hành, hành là sự dẫn hành, xả đây tức là buông. Dẫn hành, sự tu tập dẫn hành để mà nó chuyển tâm, nó buông dần, nó buông dần những cái mà chướng ngại, những cái chướng duyên, thì gọi là hành xả trí. Là ở giai đoạn này thì trong Thanh Tịnh Đạo Lượng nói rằng đây là giai đoạn mà vị này xả ly đối với các pháp hữu vi. Vị này bắt đầu là cảm đến giai đoạn mà hành xả trí này là thân tâm hoàn toàn thanh tịnh. Mặc dù chưa đắc, nhưng mà vị này thân tâm hoàn toàn thanh tịnh nhờ xả ly, nhờ từ bỏ các tham ái và sân hận, nhờ giảm chứ từ bỏ thì không được, đưa đến sự thân tâm, sự vận hành thân tâm nhẹ nhàng. Vị này không còn dính vào sắc tốt, vị này mắt nhìn sắc là nhìn sắc, chứ không khởi lên sự phân biệt đây là sắc tốt hay là sắc xấu. Giai đoạn hành xả trí này tức là sự xả hoàn toàn cái tâm phân biệt, cái tâm dính mắt đối với các sắc. Vị này nhìn sắc là nhìn sắc, chứ vị này không thấy, vị này không phân biệt đây là sắc tốt hay là sắc xấu. Vị này biết có một cái vật, một cái đối tượng, là vị này ghi nhận có vật, có đối tượng, chứ vị này không khởi tâm đây là đẹp hay là xấu. Khởi tâm đẹp, xấu tức là đã có sự phân tích, nó mới biết đẹp, mới biết xấu. Mà một khi mà đã có sự phân tích như vậy, tức là nghiệp nó sẽ theo. Cái ái nó sẽ có, mà ái nó có thì tức là hoặc là theo, hoặc là đẩy, hoặc là nắm, hoặc là đẩy. Thành ra khi mà đến hành xả trí này, vị này nhìn là nhìn, chứ vị này không có khởi tâm dính mắt vào cái sắc nữa. Dù nó đẹp hay là nó xấu, vị này không có khởi cái tâm là thấy cái sắc đẹp là nói nó đẹp, thấy cái sắc xấu là nói nó xấu. Vị này cứ nhìn là nhìn, gọi là hành xả trí. Thì tới cái giai đoạn này, thân tâm vị này nhẹ nhàng. Bắt đầu từ đây, từ cái âm hành xả trí này, vị này tập trung trong ba pháp, vị này thấy rõ là vô thường, khổ, vô ngã. Tới cái giai đoạn hành xả trí này, vị này thấy vô thường, khổ, vô ngã trên thân năm uẩn rồi. Và vị này bắt đầu hướng tâm đến chọn một trong ba pháp làm đối tượng chuyên tu, chuyên quan sát. Ở trên này thì từ cái tuệ thứ 10 trở lên thì vị này thấy trong một cái sắc pháp nó có đủ ba yếu tố, hoặc là trong một cái tâm pháp nó có đủ ba yếu tố vô thường, khổ, vô ngã. Vị này thấy rõ. Nhưng mà đến cái giai đoạn hành xả trí này, bởi vì cho nên ta mới thấy là niết bàn có ba loại niết bàn đó, vô tướng niết bàn rồi vô nguyện niết bàn. Là tại sao? Là tại vì bắt đầu từ cái giai đoạn ông hành xả trí này bắt đầu chọn lại trong vô thường, khổ, vô ngã. Vị này sẽ chọn một cái đề mục để quan sát thật sâu vào trong đó. Mặc dù là chọn một đề mục để quan sát, nhưng mà vị này vẫn thấy hai cái kia. Thí dụ như bây giờ ở đây, khi mà thân tâm hoàn toàn thanh tịnh rồi, thì con chọn cái đề mục là quán vô thường thôi. Thấy mọi việc là nó vô thường, đào sâu vào cái vô thường của nó. Nhưng mà cũng có người là quán về vô ngã, nhờ cũng có người quán về khổ. Thì tới giai đoạn này, vị này bắt đầu chọn một trong ba pháp ấn để là một cái đề mục quán đặc biệt riêng cho mình. Nhưng mà ba cái pháp ấn này, một khi mà quán một cái thì vẫn thấy được hai yếu tố kia, nhưng mà cái yếu tố mà mình chọn nó sẽ rõ ràng hơn đến giai đoạn này. Bởi vì chính vì vậy mà nó đưa đến cái niết bàn A-la-hán. Có ba loại niết bàn là do từ cái ông hành xả trí này. Một lát là con sẽ phân tích tại sao. Rồi bây giờ khi mà vị này chuyên sâu vào một trong ba cái pháp quán thì bắt đầu tới thuận thứ trí, tức là trí bắt đầu thuận đi theo cái dòng thánh. Tới giai đoạn thuận thứ trí này là trí thuận theo cái dòng thánh, tức là nhờ vị này quán một pháp mà vị này thấy được cả ba pháp. Và thuận theo dòng thánh tức là thuận theo 37 phẩm trợ đạo.
Thuận thứ trí tức là thuận xuôi theo tam bảy phẩm trợ đạo, thấy rõ tứ đế, thấy rõ tứ đế. Đây là cái tuệ cuối cùng của dòng phàm để bắt đầu vị này bước vào dòng thánh. Rồi cái giai đoạn thứ năm là cái giai đoạn cuối cùng gọi là tri kiến thanh tịnh. Cái giai đoạn bắt đầu vào giai đoạn thứ năm thì chúng ta thấy nó có hơi phức tạp một chút xíu. Giai đoạn thứ năm, thứ năm là tri kiến thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh thì ở đây gồm có bốn tuệ, có bốn loại tuệ. Bắt đầu tri kiến thanh tịnh tức là gì? Cái thấy cái biết đã thanh tịnh. Cái thấy cái biết thanh tịnh tức là cái thấy cái biết của dòng thánh. Thì cái tuệ thứ 10, 13, 14, 15, 16. Tuệ thứ 13 là tuệ chuyển tánh. Tuệ chuyển tánh hay còn gọi là tuệ cắt dòng phàm. Bắt đầu là bỏ cái thế giới của dòng phàm rồi, chúng sanh rồi, bắt đầu bước vào cái thế giới của chư thánh thì gọi là tuệ chuyển tánh. Thì trên cái cơ bản là thuận thứ trí, tức là vị này, tâm của vị này là thuần thiện rồi. Thuần thiện thì từ từ vị này tiếp tục tu tập, quán sát, tu tập trên cái đối tượng mà mình chọn, hoặc là vô thường, hoặc là vô ngà ngã. Ví dụ như bây giờ con quán cái hơi thở của con, nhưng mà con chỉ tìm cái vô thường trên cái hơi thở thôi. Nhưng mà cũng có người cũng là hơi thở, vẫn là đối tượng đó, nhưng mà có người thì đi tìm trong cái hơi thở đó cái gì là vô ngã ở trong đó. Rồi cũng có người là cũng trên cái đề mục đó, cái gì là khổ ở trên cái hơi thở đó. Tức là ở cái giai đoạn cái tuệ mà thứ 11 đó là đã bắt đầu là chuyên về cái đối tượng, chuyên sâu hơn nữa, tuệ đi sâu vào. Thành ra khi mà đi sâu vào, mặc dù vẫn thấy hai cái tuệ kia, vẫn thấy hai cái pháp kia, nhưng mà vị này bắt đầu là thuận xuôi theo cái dòng thánh, gọi là thuận thứ trí. Thì tới 11, 12, 13, 11, 12 là bắt đầu không rơi rớt nữa rồi, không còn sợ nữa. Đây tuệ chuyển tánh, 13 gọi đại vị này đạt được cái tuệ chuyển tánh, 14 gọi là đạo tuệ, 15 là quả tuệ, 16 là tuệ nhìn lại, hay còn gọi là tuệ kiểm soát. Tại sao gọi là đạo tuệ, tại sao gọi là quả tuệ, tại sao gọi là tuệ kiểm soát? Đạo tuệ này tức là sau khi vị này cắt dòng phàm, tức là tâm hoàn toàn thanh tịnh rồi. Thanh tịnh nhờ gì? Nhờ đoạn trừ thân kiến nghi giới cấm thủ. Vị này đạt được đạo tuệ, tức là đoạn trừ hoàn toàn. Ở đây là hoàn toàn nha. Đoạn trừ hoàn toàn tức là không còn chấp thân. Đoạn trừ hoàn toàn thân kiến, nghi ngờ và giới cấm thủ. Nhờ ở cái giai đoạn thứ 11 đó, là vị này chuyên về một cái pháp quán, hoặc là chọn vô thường, hoặc là chọn khổ, hoặc là chọn vô ngã. Vị này tiếp tục chiếu soi vào cái vấn đề, vị này sẽ thấy một cách rất là rõ ràng là ba yếu tố thân kiến nghi giới cấm thủ. Vị này đoạn một cách rất là rõ ràng. Cho nên đạo tuệ là cái mà trí tuệ đoạn trừ hoàn toàn, tức là không còn rơi rớt nữa, không còn sót một phần nào về thân kiến nghi giới cấm thủ. Ngay cái sát na mà vị này đoạn trừ hoàn toàn thì lập tức ba cái sát na này, mặc dù mình phân tích là nó có, mình có thời gian, nhưng mà thật sự nó chỉ trong nháy mắt. Thì ngay trong sau cái đạo tuệ là quả tuệ, tức là nhập lưu. Nhập lưu tức là nhập vào dòng thánh, tức là vị này đắc quả dự lưu. Đắc quả đầu tiên là dự lưu. Vị này đắc quả đầu tiên, tức là ngay sau khi mà vị này đạt được đạo tuệ thì quả tuệ liền xuất hiện. Xuất hiện một lần, nhưng mà cái quả này là vĩnh viễn, là đạt sự giải thoát không còn rơi rớt. Một người đạt được đạo tuệ, một người đạt được quả tuệ thì chắc chắn lần địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula không bao giờ đi. Vị này 7 lần trở lại dục giới, trở lại cõi dục, nhưng mà trở lại mà vị này không còn thân kiến nghi giới cấm thủ. Vị này trở lại để hoàn tất cái con đường A-la-hán của mình, hoặc là hoàn tất những cái con đường cao hơn là Nhất Lai, Bất Lai, hoặc là A-la-hán. Trong 7 lần trở lại này, vị này sẽ trả những cái nhân
quả mà vị này đã tạo lúc trước. Nhưng mà trong cái giai đoạn 7 lần trở lại, vừa tu tập mà vừa trả những cái quả mà mình đã tu tập kiếp trước, vị này không tạo thêm bất cứ một cái nhân nào để đưa đến tái sanh nữa. À, thì ra đó gọi là tuệ cắt chùm, gọi là đắc quả A-la-hán, ý đắc quả dữ luôn. Bây giờ tới tuệ nhìn lại là tuệ thứ 16. Sau khi mà vị này đắc quả dữ lưu rồi, vị này mới có đoạn được thân kiến như với giám thủ. Cho nên vị này nhìn lại cái gì? Tuệ. Tuệ nhìn lại, tức là vị này nhìn lại cái gì? Vị này kiểm soát coi cái gì còn chưa đoạn trừ. Hay bởi vậy cho nên còn gọi là tuệ kiểm soát đó. Vị này coi còn cái gì chưa đoạn trừ nữa, thì vị này biết à, mình còn tham với sân di tế, vị này chưa đoạn trừ. Cho nên vị này, tức là cái quả thứ hai đó, vị này mới đoạn trừ những cái ba cái phần đầu của năm hạ phần kiết sử. À, mà 10 đoạn trừ hoàn toàn 10 kiết sử thì vị này mới chính thức nhập vào dòng thánh, đạt được quả A La Hán. Cho nên vị này nhìn lại mình mới đoạn được có 3 phần à. Vì vậy mà vị này nhìn lại và biết rằng còn 3 quả vị nữa. Còn cái nhất lai, tức là còn tham sân. Còn cái bất lai, tức là năm hạ phần này, năm hạ phần. Còn cái A La Hán, vị này chưa chứng đắc. Cho nên vị này nhìn lại còn thấy ba cái quả vị này mình chưa có. Bắt đầu vị này là bằng cách nào? Vị này bắt đầu đi trở lại cái tuệ thứ nhất của giai đoạn mà trí tuệ thanh tịnh đó. Tuệ thứ nhất là kiến thanh tịnh đó. Nhưng mà lần này vị này đi rất là nhanh như xẹt như vậy đó, chứ không phải là quán chiếu từng phần nữa. À, thì nếu mà ở cái giai đoạn tuệ nhìn lại này, ba la mật vị này đủ thì trong một kiếp vị này đi luôn 4 quả. Nhưng mà nếu mà ba la mật vị này không đủ thì vị này chỉ dừng lại giữ luôn và trở lại 7 lần. Nhưng cho nên chúng ta thấy vào thời Đức Phật có những vị mà đắc một hơi 4 thánh quả, nhưng mà có những vị chỉ mới nhập lưu thôi. Nhưng mà cũng có những vị mà đạt được cái nhất lai một lần trở lại dục giới. À, và có những vị mà về cảnh giới sắc giới rồi là không chứng đắc A La Hán, phải về cảnh giới đó rồi mới chứng đắc. Cho nên yếu tố quan trọng là ba la mật. Nếu mà vị này nhìn lại mà ba la mật đủ thì vị này mới bắt đầu đi lại cái tuệ thứ nhất, rồi từ từ qua tuệ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ 10, thứ 11, thứ 12, 13, tuệ chuyển tánh. Thì đạo tuệ ở đây là đoạn trừ tham sân. Chúng ta thấy ha, đã có nắm được không à? Tức là ở cái giai đoạn mà vị này nhìn lại thấy tham sân chưa có thì vị này bắt đầu đi lại. Khi mà đi lại như vậy thì vị này tới cái thứ 14 thì đạo tuệ thứ hai vị này đạt được, đó là vị này phải đoạn tham sân, đoạn trừ tham sân, làm muội lược tham sân, làm cho nó giảm bớt tham sân cũng là trên cái đối tượng đó. Vị này giảm bớt và quá tuệ liền ngay sau đó là vị này đạt được nhất lai. Đó. Rồi vị này mới nhìn lại một lần nữa, tức là nhìn lại nữa coi cái gì mình chưa đoạn, thì như vậy mới tham sân mới đoạn, thành ra đoạn trừ hoàn toàn luôn. Thì vị này trở lại và đến đạo tuệ ở đây, tức là đoạn trừ hoàn toàn năm hạ phần kiết sử. Và tới đây có nắm được không ạ? Và ai nắm được cái chỗ này à? Quay lại, không quay lại. Quay lại nó như thế này đi. Bây giờ mình quay lại đây ha. Quay lại đây đi. Rồi, tức là tới 14 rồi phải không? Tức là chỉ này 16 là tuệ nhìn lại thấy là còn nhất lai, mình mới đoạn trừ có tham thân kiến nghi giới cấm thủ thì chứng là dự lưu. Bây giờ tới đạo tuệ, vị này quay lại và tu tập trở lại từ tuệ 1, tức là kiến thanh tịnh. Vị này cho đến số 13, 14, vị này đạo tuệ thứ hai gọi là muội lược, làm muội lược tham sân. Tham sân. Vị này chứng quả nhất lai. Nhất lai. Rồi bây giờ nhìn lại nữa, tức là đạo tuệ rồi. À, đạo tuệ làm muội lược, ngay cái đạo tuệ là quả tuệ đó. Quả tuệ là nhất lai phải không? Nhất lai. Rồi bây giờ nhìn lại nữa, 15, 16 nhìn lại nữa. Nhìn lại nữa, thấy là mới muội lược tham sân mà tham sân chưa đoạn trừ. Vị này nhìn lại nữa. Bây giờ đi trở lại nữa cho tới 14. Đạo tuệ đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, tức là tham sân đoạn trừ hoàn toàn đó.
đoạn năm hạ phần ký sự, ký sự. Và quả tuệ là, quả tuệ là bất lai. À, quả tuệ là bất lai chứ A-la-hán mới đoạn trừ năm hạ phần ký sự mà. Đây, tức là 15, 16, nhìn lại một lần cuối cùng. Nhìn lại một lần cuối cùng thấy còn năm thượng phần ký sự chưa đoạn. Vậy này trở lại từ cái tuệ thứ nhất rồi tới tuệ thứ 14. Đạo tuệ, đạo tuệ này bắt đầu ở đây là vậy này đoạn. Đoạn năm thượng phần ký sự. Đoạn năm thượng phần kiết sử. Và ngay sau khi đoạn năm thượng phần kiết sử xong, quả tuệ đó là gì? À là hạn. Quả tuệ à là hạn. Chúng ta thấy có những người mà trong một kiếp đạt một hơi bốn thánh quả. Bốn thánh quả này không phải là nhất lai, tự nhiên lên nhất lai bất lai, nhưng mà cái tuệ nhìn lại sẽ giúp cho vị này kiểm soát lại cái gì mình chưa chứng đắc, rồi vị này mới trở lại. Nhưng mà cái sự trở lại của lần thứ hai nó nhanh gấp nhiều lần cái lần thứ nhất. Trở lại lần thứ ba nó nhanh gấp nhiều lần cái lần thứ hai. Và cái trở lại lần thứ tư, tức là để đoạn năm thượng phần cái sự, là nó chỉ ra nó giống như là điện xẹt như vậy. À, trong thanh tịnh đạo luận thì ngài Phật Âm nói giống như điện xẹt, nghĩa là đoạn nhanh, thật là nhanh để đắc quả A-la-hán. Nhưng mà cái sự đắc quả trong một kiếp cả bốn thánh quả, hay là sự đắc quả trong một kiếp chỉ một thánh quả hoặc là hai thánh quả, nó còn tùy thuộc vào cái ba la mật. Có những người ba la mật tròn đầy thì trong một kiếp đắc luôn bốn thánh quả, nhưng mà có những người ba la mật không đủ, thành ra chỉ một kiếp đắc một cái quả mà thôi, hoặc là quả vị thứ hai. À, rồi phải trở lại để tiếp tục tu. Trong cái lúc mà tiếp tục tu, vị này hoàn tất cái ba la mật, vị này cộng thêm những cái ba la mật để vị này tu và đắc lên, tiến lên những cái quả vị khác. Đến cái giai đoạn này A-la-hán thì được gọi là vị này biết mình đã giải thoát. Vị này biết mình đã giải thoát, gọi là giải thoát đấy ha. Biết giải thoát. Và vị này khởi lên sự hiểu biết thứ hai. Khởi lên sự hiểu biết, vị này biết mình giải thoát rồi, và khởi lên sự hiểu biết ta đã giải thoát, thì gọi là giải thoát tri kiến. Khởi lên sự hiểu biết là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Tới đây vị này mới dám tuyên bố cái câu này, chứ giữ lưu nhất lai bất lai không tuyên bố được. Nhưng mà tới cái sự giải thoát tri kiến, là giải thoát tri kiến của bậc A-la-hán, thì vị này khởi lên sự hiểu biết, à mình đã giải thoát. Và vị này biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống nào khác nữa, thì gọi là giải thoát tri kiến. Tức là sự giải thoát hoàn toàn. Một vị mà được gọi là sự giải thoát hoàn toàn, tới giai đoạn giải thoát tri kiến thì gọi là A-la-hán. Nhưng mà chúng ta thấy A-la-hán gọi là vô dư niết bàn đó, gọi là niết bàn của A-la-hán. Niết bàn của A-la-hán có ba loại. Niết bàn của A-la-hán có ba loại niết bàn. Mình nói niết bàn như vậy, nhưng mà thật sự quả vị A-la-hán có ba loại niết bàn, là do là ở trong cái giai đoạn nào hồi nãy con nói đó. Giai đoạn nào bắt đầu là mình tách ra, mình chọn một trong ba pháp ấn để mình chuyên sâu vào. Giai đoạn hành xả trí, thì vì mình tách ra, mình chọn cái phương pháp nào trong ba cái pháp ấn để mà mình chuyên sâu vào, thì cái quả niết bàn nó sẽ có tên gọi của cái phương pháp tu đó. Thì như vậy ba loại niết bàn thì gồm có chân không. Thứ nhất là chân không niết bàn. Thứ nhất là chân không niết bàn. Niết bàn là một ha, nhưng mà tên gọi khác nhau, là do là cái lúc mà mình chọn đó. Chân không niết bàn. Thứ hai là vô tướng niết bàn. Vô tướng niết bàn. Thứ ba là vô nguyện niết bàn. Vô nguyện niết bàn. Niết bàn của A-la-hán, mình nói là nào giờ mình cứ nói là đắc quả A-la-hán là nhập vào niết bàn là đúng. Dự lưu cũng có niết bàn, nhất lai cũng có niết bàn, bất lai cũng có niết bàn, nhưng mà niết bàn chưa hoàn chỉnh. Niết bàn của A-la-hán gọi là hoàn chỉnh, bởi vì vị này biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống nào khác nữa, thì đó mới gọi là niết bàn A-la-hán, tức là niết bàn vĩnh viễn. Vị này muốn trở lại thì dùng cái tâm nguyện trở lại thôi, chứ vị này không phải trở lại
để hoàn tất con đường nữa, tại con đường đã được hoàn tất xong. Nhưng mà gọi là đắc quả Niết Bàn A-la-hán mà có những người mà gọi là vô tướng Niết Bàn, nhưng mà cũng có những người gọi là chân không Niết Bàn. Đặt chân không Niết Bàn thì chúng ta tìm hiểu chân không Niết Bàn, nếu vị này quán dạng pháp là vô ngã, hay còn gọi là không tánh giải thoát cơ độc, tức là trạng thái tâm thoát khỏi sự kềm kẹt của thân kiến, tức là cái chân không Niết Bàn là quán vô ngã đó ha. Trạng thái tâm thoát khỏi sự kềm kẹt của thân kiến, một ảo tưởng về một cái ta, thân kiến đây tức là ảo tưởng về một cái ta, một cái linh hồn trường cửu, hoặc về một bản ngã chấm. Hay nói khác đi là quán thấy dạng pháp không thực thể, tức là không có cái gì mà nó tồn tại thật sự hết trơn á. Hay nói khác đi là vị này quán dạng pháp không thực thể, mà đó chỉ là tiến trình của danh và sắc hoạt động. Vị này đặt chân không Niết Bàn. Cái thứ hai là vô tướng Niết Bàn. Nếu vị này quán dạng pháp là vô thường, vô tướng tức là nó không có cái tướng, nó thay đổi liên tục á. Nếu vị này quán dạng pháp là vô thường, nghĩa là nhận thức về bản chất biến đổi hai tính chất vô thường của các pháp hữu vi, vị này đạt được vô tướng Niết Bàn. Nghĩa là nhận thức về bản chất biến đổi hai tính chất vô thường của các pháp hữu vi. Thứ ba là kịp không à? Đọc hơi nhanh ha. Vô tướng Niết Bàn nếu quán dạng pháp là vô thường, rồi chưa? Nghĩa là nhận thức về bản chất biến đổi hai tính chất vô thường của các pháp hữu vi. Rồi cái thứ ba là vô nguyện Niết Bàn. Vô nguyện Niết Bàn tức là còn phần gì? Là thấy khổ đó, phải không? Vô nguyện Niết Bàn nghĩa là quán sát thấy khổ thế gian quá nhiều. Nghĩa là những người quán sát thấy khổ thế gian quá nhiều, nên khi đắc Niết Bàn thì mong không mong cầu lạc nào hơn nữa, tức không còn nguyện ước đạt một trạng thái nào cao hơn nữa đó. Tức là vô nguyện Niết Bàn là vị này quán thấy khổ quá rồi, bây giờ vị này cố gắng để đạt Niết Bàn, rồi xong rồi thôi, vị này không phấn đấu lên nữa. Tức là bởi vì chính vì cái vô nguyện Niết Bàn này khiến cho bị hiểu lầm là chỉ có A-la-hán là thấp hơn Phật thôi, bị hiểu lầm là tức là không phấn đấu để thành Phật, cho nên mới gọi là tiểu thừa là như vậy, chỉ đắc được Niết Bàn A-la-hán rồi thôi, không muốn đi đâu nữa thì gọi là vô nguyện Niết Bàn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là như vậy thì chúng ta kết thúc ở đây. Một vị A-la-hán khi mà đi thì không để lại dấu vết, vị này đắc quả Niết Bàn thì không để lại dấu vết. Nếu mà vị này có trở lại thì chỉ là sự cho tâm nguyện vị này trở lại mà thôi. Như vậy thì bữa thứ tư chúng ta sẽ làm bài kiểm tra. Rồi, Mô Phật, con xin kết thúc cái bài pháp ở đây.